Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một video trong chuỗi những cái series chữa phần đọc hiểu của giáo trình Shinkansen N2. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ liên quan đến một cái đó chính là từ Ikae. Ikae là gì ạ? Có nghĩa là thay đổi cách nói. Thay đổi cách nói sẽ bằng một cái từ khác nhé các bạn nhé. Hoặc là bằng một cái cách diễn đạt khác để có thể đánh lừa chúng ta, đúng không? Vì thông thường ở N3, N4 các bạn hay có xu hướng là tìm ở trong đoạn văn cái từ nào giống y hệt với cái câu ở trong bốn đáp án, một trong bốn đáp án của mình. Thế nhưng ở N2, đúng không ạ? Thì người ta sẽ không đơn giản như thế nữa, mà người ta sẽ diễn đạt bằng cách khác đi. Và nhiệm vụ của mình là tìm xem là cái cách diễn đạt này ở đoạn sau nó diễn đạt bằng cách khác như thế nào, nó có tương đồng ý nghĩa hay không. Đó chứ ạ. Rồi vậy trước hết, đúng không, là chúng ta sẽ cùng nhau làm cái câu này đã nhá, để chúng ta hiểu xem là cái bài này nó như thế nào. Sau đó mình sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn là trong cái bài cụ thể này, đúng không, thì cách nói khác đấy nó như thế nào. Câu đầu tiên, この文章の内容として最も適切なものはどれか。Một câu kinh điển của dạng bài đọc hiểu rồi, đúng không ạ? Câu nào, đúng không, phù hợp nhất, đúng không, với nội dung của đoạn văn. Câu số 1 của mình này, đúng không? Thì thông thường các bạn sẽ phải đọc từ bài từ đầu, đúng không? Nhưng đọc từ đầu thì đương nhiên là mắc ở chỗ nào là các bạn sẽ dừng lại luôn và không biết là tiếp theo sẽ như thế nào nữa, đúng không? Và mất rất nhiều thời gian. Thì chúng ta sẽ phải đọc các phương án trước, sau đó chúng ta đối chiếu lên trên bài, đối chiếu thật nhanh và xem nội dung đó có chính xác hay không. Rồi câu số 1 của mình, hito wa sukunin teki na mikata, gakusa teki na mikata toyu nihoko no noruku wo minitsukeru beki da. Câu này có nghĩa là gì đây ạ? Con người, đúng không? Chúng ta nhớ quy tắc. Các bạn có nhớ quy tắc dịch của mình không ạ? Đó là khi dịch một câu ngắn, một câu dài thì hãy cố gắng tuân theo đúng một quy tắc, thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong quá trình mà chúng ta để hiểu cái câu văn đó, không bị sót từ, một trợ từ nào cả, đúng không ạ? Thì quy tắc đầu tiên là xác định chủ ngữ, thường đi với wa hoặc ga. Cái thứ hai nữa là quy tắc dấu phẩy, có nghĩa là một cái câu, đúng không, thì nó sẽ thường nếu dài quá nó sẽ ngắt ra bằng dấu phẩy hoặc bằng những cái mẫu câu như kiểu tham ga rồi thề mộ rê bà các thứ tố nô đế nô ní vân vân, đúng không ạ? Đó, mình ngắt nó ra. Và cái thứ hai nữa đó là dịch từ cuối lên. Vậy trong câu này của mình chủ ngữ là con người, đúng không ạ? Tiếp theo dấu phẩy đây, thế nhưng mà dấu phẩy này nó chỉ là ngăn giữa, không phải là một mệnh đề câu, mà giữa hai cái danh từ đó là mikata, hai cái này để bổ nghĩa cho cái tối ưu nihoko này, nhìn thấy chưa ạ? Đó, thế chúng ta sẽ dịch từ cuối lên nhá. Con người là nên làm sao nhỉ? Minitsukeru là kiểu trau dồi, bồi bổ rồi thì học tập, đúng không? Đó. Vậy nó sẽ là gì đây? Con người thì nên là trau dồi cái năng lực là hai hướng nihoko, đúng không? Nhị phương hướng, tức là cái năng lực hai hướng. Hướng thứ nhất đó là gì đấy? Cách nhìn của một shokunin teki, một mang tính một của một người thợ kiểu máy móc làm theo những cái nhỏ nhỏ nhặt ấy, đúng không ạ? Và chiki, cách nhìn thứ hai đó là gakusha teki, nó là cách nhìn mang chất học giả, có nghĩa là kiểu cái nhìn của một học giả tìm tòi nghiên cứu mang chất tổng thể, đúng không? Thì nó phải trau dồi phải nên, đúng không? Trau dồi hai cái năng lực đó. Thì lúc bạn đối chiếu nhanh lên trên bài, đúng không? Chúng ta nhìn thấy đây, shokunin teki ở đây và có gakusha teki ở đây, đúng không ạ? Đó, cái việc gì đó, cái nhìn thế nào đó là của shokunin teki, cái việc gì đó là của gaku năng cả gakusha teki. Nhưng mà nó chỉ là đi với iu kotomo teki được. Có thể nói rằng là hai cái này là hai cái này. Tuy nhiên đây có kono năng cả nihoko no noroku dochira mo năng cả minitsukete iru koto ga juyou na imi o motsu. Vậy câu này có nghĩa là gì? Đúng là hai cái tính gì đấy đây rồi, đúng không? Tính học giả với tính người thợ đây rồi. Nhưng ngoài ra cũng có cả là hai cái năng lực, cũng có mini skill. Nhưng các bạn để ý cho xem cho mình nhá, đúng không ạ? Đó là cái việc này, cái việc mà trau dồi cả hai cái năng lực này, đúng không? Thì đúng không? Nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Nhưng nó không nói là nên trau dồi. Nó chỉ là cái người thiên tài ấy, đúng không? Thì cái việc mà trau dồi của nó rất là quan trọng, nhưng không phải là nên, mà cũng không phải là con người nói chung. Đúng ạ, nên dame desyo. Vậy câu 1 nó sẽ sai các bạn nhé. Sang với câu số 2 ạ. Hãy sugureta noruku wa tensai dake ga motteiru toyu wake dewa nai. Sang với câu này, đúng không? Chủ ngữ là năng lực gì đó này thì không phải là này, đúng không? Vậy cái năng lực mà rất là ưu việt, là xuất chúng, đúng không ạ? Sugureta, từ này có nghĩa là chữ ưu, ưu việt xuất chúng đấy, thì không phải là toyu wake dewa nai, không phải là chỉ có người thiên tài mới có, đúng không? Thì bài này đang nói về thiên tài, cái ông Einstein đây này, rồi ông Mozart đây này, đúng không ạ? Thì đương nhiên nói về thiên tài chứ không phải là đang nói về con người bình thường nói chung, đúng không ạ? Đấy, thế nên thì đây không phải là điều muốn nói nhất rồi, đúng không ạ? Dame desu.
Câu số 3, thiên tài này là monogoto no zentai jo o okiku tsukamu noruku ga aru. Câu này có nghĩa là ở trong cái này thì có cái gì đấy, đúng không? Vậy ở trong cái gì đấy ạ? Ở người thiên tài, đúng không? Thì có một cái năng lực. Năng lực này là gì đấy ạ? Cả cái cụm phía trước nó sẽ bổ nghĩa cho cái năng lực đó, đúng không? Nên các bạn phải dịch từ cuối lên. Chứ lại dịch đây từ thiên tài rồi tổng thể sự vật lớn lao cái gì đó là nó bị câu nó bị khớp mất, đúng không? Ở người thiên tài thì người ta sẽ có một cái năng lực là năng lực nắm bắt to lớn, bao quát rộng lớn toàn thể, đúng không ạ? Đó, toàn bộ sự vật sự việc, đúng không ạ? Đó, thì câu này có phải không? Thì liên quan nắm bắt toàn thể, ok, có cái này đây. Nhưng ngoài nắm bắt ra thì còn có cái năng lực này nữa, đúng không? Chứ đây không chỉ đơn giản nắm bắt không thôi ạ, đúng không? Thế nên câu này nó đúng nhưng mà chưa đủ, đúng không ạ? Nên nó sẽ dame desu yo. Câu số 4 nào. Tensai wa inakoto nanka nihoko no noruku wo motsu mochi awashiteru. Có nghĩa là gì đây? Người thiên tài là người phải gì đây nhỉ? Dung hòa, đúng không? Đó, mochi awashiteru có nghĩa là kiểu như là có cả hai cái luôn, đúng không? Đấy, dung hòa có cả hai cái năng lực ở hai hướng. Itonaru, hai hướng chữ này là chữ dị, có nghĩa là khác nhau. Vậy có đúng không? Đây, lúc mình nhìn sơ qua bài thì là gì đấy? Hai cái ông thiên tài này không phải là thiên tài thế nào đấy, mà là thiên tài bởi vì thế này, đúng không? Điều đó có nghĩa là như thế này, đúng không ạ? Tsumari. Vậy chúng ta nhìn này, vậy cái thiên tài đấy là như thế nào đây? Đang nói với hai ông này đúng không? Đó là gì đây? Hoko ga mattaku ito naru futatsu no noruku wo motte iru kara tensai na no da. Đúng không ạ? Với là thiên tài, đúng không? Là có hai cái năng lực khác nhau. Thậm chí đây còn mattaku ito naru futatsu no noruku, đúng không? Ở hai hướng hoàn toàn khác nhau. Vậy câu này chính xác rồi. Vậy đáp án chính xác của ta sẽ là phương án số 4. Minasan wakarimasu ka? Vậy trong bài này, đúng không, chúng ta đã tìm được phương án chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài, cái phần dịch bài và phân tích câu một cách chi tiết này, đúng không? Thì mình hy vọng là có thể giúp các bạn là trong các bạn để biết cách là khi nhìn một câu, thậm chí câu ngắn hay câu dài, các bạn cũng biết là mình nên dịch từ đâu, đúng không ạ? Để có thể đoán được ý nghĩa bao quát nhất của cái câu đó và cũng có thể hiểu được cả bài nó dễ dàng hơn, đúng không ạ? Vậy, ok, chúng ta sẽ xem nào. Sugaku sa aishoutan ya sakyoku ka motsu aru to wa tada hitotsu no noruku ni megumarete iru kara tensai na no dewa nai. Vậy câu này có nghĩa là gì đây? Đúng không ạ? Này, đi với ya, bỏ dấu phẩy đi nhá, mà chủ ngữ của nó phải đi với wa đây này. Hai cái ông này, mình sẽ dịch một cách qua qua trước nhá, đúng không? Hai cái ông này, đúng không ạ? Đó, là gì đấy nhỏ? À, không phải là, về gì từ cuối lên nhá, không phải là thiên tài, chỉ bởi vì là ông ấy được ban một cái năng lực gì đó, đúng không? Vậy hai ông này là ông nào đây? Ông Einstein, đúng không? Một người, đúng không ạ? Toán học Einstein và nhà soạn nhạc Mozart, đúng không? Thì không phải là thiên tài, chỉ bởi vì đấy, kara được megumarete iru, tức là chữ huệ các bạn nhé, được ban cho, đúng không? Ban cho cái gì? Một cái năng lực hitotsu no noruku, đúng không? Là chỉ thôi, tada là chỉ, đúng không? Đấy, tức là ông hay ông này, ông là thiên tài, không chỉ bởi vì là ông ấy được ban cho một cái năng lực duy nhất ở đấy thôi. Hoko ga mattaku ito naru futatsu no noruku wo motteru kara tensai na no da. Mà là gì đây nhỏ, đúng không? Ông ấy là thiên tài, hai ông này là thiên tài bởi vì là, đúng không? Đấy, dịch từ cuối lên nhá, bởi vì là ông ấy có cái gì nhỉ? Có năng lực, có mấy năng lực? Có hai năng lực. Hai năng lực này như thế nào thì cả cái cụm phía trước nó sẽ bổ nghĩa cho hai năng lực đó. Hai cái năng lực ở hai hướng hoàn toàn khác nhau. Hoko ga ito naru mattaku ikoto naru. Đấy chưa ạ? Đó. Rồi, ok, vậy tiếp theo tsumari, đúng không? Đã có từ tsumari, tức là nói cách khác hay có nghĩa rằng là, đúng không? Tức là nó sẽ giải thích cho cái hai cái năng lực này là gì này. Nhìn thấy chưa ạ? Đây chúng ta có từ futatsu no noruku, đúng không? Hai cái năng lực nó diễn tả bằng hai cái gì đây? Thứ nhất cái noruku này, nhìn thấy từ noruku ở đây chưa ạ? Và tiếp theo cái noruku này nữa, đúng không? Đó là cách nói ikae, có nghĩa là cách nói khác. Người ta không dùng hai năng lực nữa, vì bây giờ hai năng lực cần phải chi tiết cụ thể hơn để giải thích cho nó. Và thậm chí còn có từ tsumari, đúng không? Có nghĩa rằng là, có nghĩa là gì đây ạ? Tsumari, hay monogoto no komakai bubun wo kuwashiku miru noruku to
Điều đó có nghĩa là đúng không? Hãy họ phải có được đúng ạ? Đấy, họ phải có được cái năng lực, hai năng lực thứ nhất là năng lực nhìn, mi độ nhá, nhìn một cách chi tiết cụ thể này, cơ quan sẽ cự. Cái gì? Cái bộ phận đúng không? Bộ phận chi tiết cụ thể tiểu tiết của cái sự vật sự việc. Nhìn thấy chưa? Đấy là cái năng lực nhìn nhìn rõ từng phần của một cái sự vật sự việc gì đó, đấy từng phần chi tiết cụ thể nhá. Và năng lực thứ hai là năng lực tsukamu là nắm bắt. Đúng không? Nắm bắt một cách bao quát rộng lớn, hãy dên tay rộ, đúng không? Đó là gì nhỉ? Toàn thể là chữ tượng đúng không? Tức là cái đối tượng một cách toàn thể của sự vật sự việc. Tức là một cái năng lực là nhìn một cách chi tiết cụ thể, một cái năng lực là nhìn một cách tổng thể, đúng không? Thì đó mới là thiên tài, đúng không? Đó mới là hai cái năng lực này, hai lực khác nhau nhá. Rồi về cái năng lực này là gì đúng không? Đó nổ á. Cái năng lực này là gì? Đấy có thể nói là hai cái đó. Lại tiếp tục thay thế rõ hơn cái năng lực chi tiết là gì cơ? Cái năng lực bao quát tổng thể là gì cơ? Lại được IK, lại được thay đổi cách nói bằng hai cái diễn đạt sau đây. Hay monogoto no sōsai na bubun o nanka mite iru to suru no wa sukunin teki. Zentai jō o tsukamō to suru no wa gakusa teki na mikata to iu koto mo dekiru. Đấy, lại hai cái điều này có thể nói rằng là vậy điều thứ nhất là gì đây ạ? Cái việc mà chúng ta sẽ cố gắng nhìn nhìn gì nhỏ, nhìn cái bộ phận đúng không, tiểu tiết của sự vật hiện tượng. Sōsai là cụ thể chi tiết đúng không? Đấy, cụ sự vật hiện tượng là sẽ mang tính đúng không, đây người ta có chữ chức và chữ nhân đúng không, mang nghĩa là của một người thợ đúng không, đấy của một người kiểu chỉ biết làm theo cái chi tiết cụ thể đấy thôi. Còn tiếp theo cái gì đây nhỉ, cái suruno á, cái chủ ngữ tiếp theo, cái việc mà chúng ta cố gắng nắm bắt tsukamu, tsukamu tố sư lự, nắm bắt được cái tổng thể, cái toàn thể của sự vật hiện tượng, thì lúc này lại là cái nhìn của một gì đấy, của một mang tính học giả nghiên cứu, đó nhìn được cái chung chung, cái chiều tượng của nó đúng không ạ? Đó, hai cái năng lực là hai cái năng lực này, nhìn cái gì đó, và hai cái này đúng không lại mang nó cách khác là mang tính người thợ và mang tính học giả này. Kono nihoko no noroku o dochira mo minitsuketeirukoto ga juyou na imi o motsu. Đúng không? Vậy cái gì đây ạ? Đúng không? Cái việc đấy, trong cái này thì cái việc các bạn nhé, cô tổ, cái việc mà chúng ta trau dồi, chúng ta học tập đúng không? Trau dồi gắn vào mình hai cái năng lực như thế này đúng không? Thì nó có ý nghĩa rất là trọng yếu, là quan trọng. Đúng ạ? Đấy, thì đó chính là nội dung của cái bài đọc chúng ta nhá. Đúng không? Đấy, và nhấn mạnh vào cách nói khác đi, đúng không ạ? Đó, hai năng lực này đúng không? Hai cái ông thiên tài này là ông hai có hai năng lực khác nhau. Hai năng lực đó, năng lực thứ nhất, năng lực thứ hai. Và cái năng lực thứ nhất đấy nó cụ thể hơn bằng cái người thợ. Năng lực thứ hai nó cụ thể hơn bằng cái tính học giả như thế này. Được chưa? Thì đó là chúng ta cần phải lưu ý để có thể nắm bắt được nội dung của bài. Minasan ii desu ka? Hai, ya, mata.